Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình quay về cái video sửa máy giặt LG Invictor đồng đứng. Những máy giặt này thì mình có bị tự mình phá hư một cái bong suất này mọi người. Ngày trước đó thì mình cũng bị một lần rồi. Hôm nay lần thứ hai nên là bực tức quá mình quay lại thôi. Những cái máy này mình nhận của một nhà dân thì cũng nói với mình trước là bị cứ hư cái bị người ta đã không báo là đã có thợ kiểm tra trước rồi. Nhưng mình thấy cái máy này hình như là thợ bùa thôi. Em vắt hết giặt đấy. Cái này mình sửa xong rồi, nhưng từ đây mình quay lại mình đang thử máy luôn này. Mình không biết là bùa hay không, nhưng mà khi mình nhận đến thì cái bo của nhà chủ nhà đã bị mất rồi, không còn cái bo mạch nữa, bị tháo bo luôn rồi. Mình chủ quan quá. Về khi mình có bo thay thế thì mình lắp vào thì vô tình thì nó chập cái bo suất của mình luôn khi mình thử máy luôn. Có một xíu là do mình không kiểm tra trước phần motor. Từ đây thì mình quay lại cách kiểm tra motor này để mọi người mà ai mà cần thì tham khảo thôi. Cái motor này là motor mình hay gọi là motor sứ, motor Invictor của máy giặt lồng ngang LG hay có này. Và cách kiểm tra thì mình đo ôm thôi, nhưng mình đơn giản đo ôm thôi. Đây là thang đo ôm đồng hồ điện tử, mình đo từng cặp một. Cái này không cần phải chập nha mọi người, mà nó sai ôm nó cũng dễ chết bao công suất. Cái này là 376 ôm này, một cặp còn đo hai cặp còn lại, cặp dưới số 1 và số 2 đi. Cái này 39 ôm cũng sai luôn. Và cặp cuối cùng là 0,4 kg, là 400 gram ôm. Thì như vậy là chết rồi. Thứ nhất thì mình nói là từng cặp một ở cái bo tốt này nó chỉ khoảng tầm 13 đến 14 ôm thôi. Nghĩa là mình đo cặp ba cặp nó sẽ bằng ôm nhau, từng cặp một sẽ bằng ôm nhau mọi người. Ví dụ cặp này và cặp này. Và ba cái đầu này là ba cuộn dây mà, thì nó từng cặp một là từng cuộn dây một đấy. Thì nó khoảng tầm 13-14 ôm là tốt. Còn nó mà sai ba mấy ôm hoặc là 340 mấy ôm là như mình vừa đo là đều chết hết nha mọi người. Cái này dù có sai ôm hay là dù nó sai ôm, dù là nó không phải là nó chập với nhau, từ cuộn này không chập với cuộn này là thông mạch, mà nó chỉ cần sai giá trị điện trở như vậy thôi là mình khi mà mình thử bo nó cũng sẽ cháy công suất. Cái này thì mình gặp nhiều rồi nên mình chắc chắn một điều là sẽ cháy, sẽ dễ chập với công suất cho dù không phải chập nhau. Cấp nước kia. Nên là mình quay lại từ chờ một tí. Nên là mình quay lại để mọi người kiểm tra kỹ hơn trước khi mà lắp cái bong suất LG này. Cái này ngày trước mình có mới ra nghề mình bị một lần chết rồi. Bây giờ mới đây thì mình sơ ý quá mình không đo. Như chủ nhà báo mất bo là mình có thay mang bo đến mình báo sửa, mình không thấy bo là mình mang bo mình test luôn. Thì là chết bong suất luôn. Cái này thì chập chết đây rồi. Chịt khói đây mình chưa sửa lại. Đấy là cái cách mà đo cái con này tốt. Nó khoảng tầm 13-14 ôm thôi nhá mọi người. Con này mình thấy khá là nhiều bạn hay bị thử chết như mình. Ok mọi người nhé.